Em thích bơi lội anh. Bơi lội. Kiểu như mà em mỗi ngày em đều bơi, buổi sáng là 1.000 hoặc là 1.200 mét á. Em bơi kiểu mà em bơi nhiều tóc rụng hói đầu. Trời ơi, gì vậy? Đừng có nói những cái điều đó, cái đó là bậy lắm, không được nói. Người ta nói thôi chứ tôi đâu có thấy đâu, không có nói gì đâu. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa. Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào đón quý vị đến với chương trình ghép đôi thần tốc phiên bản kết đôi như ý. Thưa quý vị, một lần nữa Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và cứ một tuần trôi qua là chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay nhìn xuống thấy có hai họ bên nhà trai nhà gái, dạ, cho nên mình rất là phấn khích. Hy vọng ngày hôm nay mình sẽ thành công như thường bữa. Đúng rồi, bởi vì là họ đang đặt niềm tin vô mình rất là nhiều. Dạ, tự tin đi mà. Yeah, yeah. Và bây giờ bắt đầu, xin mời hai chàng trai của chúng tôi bước ra sân khấu. Hai chàng trai đã xuất hiện rồi còn chần chờ gì nữa. Mời hai cô gái của mình. Oh yeah, wow. Yeah. Hai cô gái thật là xinh đẹp, thùy mị, nết na, dễ thương. Rồi, vậy thì em hãy mời các cô gái giới thiệu luôn đi. Bên đây nôn nóng lắm. Nôn nóng quá trời. Vậy thì cô gái ngồi ghế màu đỏ trước nè. Em hãy giới thiệu tên tuổi của mình. Dạ, em tên là Hoàng Thị Mỹ Liên, sinh năm 1996. Hiện tại thì em có kinh doanh online 5 năm rồi ạ. Dạ, em kinh doanh áo quần với áo lại quần. Nhà em ở Sài Gòn này luôn. Trời ơi, một cô gái rất là xinh đẹp nha Tường ơi. Rồi, vậy thì bây giờ Tường sẽ mời chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ. Em hãy giới thiệu những thông tin của em nha. Chào chương trình, chào chị Cát Tường và anh Hứa Văn Đạt. Chào hai bạn cùng chơi. Xin tự giới thiệu, mình tên là Cao Huỳnh Anh Tuấn. Mình sinh năm 91. Công việc hiện tại của mình là cũng là kinh doanh quần áo thời trang. Và mình sản xuất hàng và đẩy bán cho các như là các store, các shop cũng như là có những kênh phân phối. Sao rồi, giống bên kia quá vậy ta? Bên đây cũng kinh doanh nha, mình cũng kinh doanh online đúng không em? Đó là em bán sỉ là chính á. Bán sỉ là chính. À, rồi cái này kết hợp nhau thì hay em quá. Em có cần thêm mối mua lấy hàng không? Dạ, dạ đặc biệt hơn sỉ một chút. Dạ rất là cần, nhưng mà em cũng sắp tới hướng là em phải chuyển danh làm thêm online. Em có tuyển người livestream bán hàng không em? Dạ em cũng đang tuyển. Trời ơi, sao tự nhiên tôi thấy vô quá vậy trời ơi. Tuấn với Liên nha, Liên Tuấn Liên thấy ổn mà nha. Rồi cho chị Tường hỏi nè, quê em ở đâu Tuấn? Dạ quê em ở đây luôn. Cũng ở đây luôn, quận mấy? Dạ Tân Bình. Rồi điểm mạnh điểm yếu nói luôn đi. Điểm mạnh của em là em hài hước, vui vẻ, hòa đồng và em cũng dễ làm quen với mọi người. Những lúc rảnh rỗi thì em thường hay đi tập gym với chơi thể thao vậy. Còn điểm yếu thì đôi khi là em có khuyết điểm là em nói chuyện hơi nhanh. Thì đôi khi là nó vấp với lại nói không nghe rõ ngôn từ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2 trong 1 mới. Đây nãy giờ cô gái chào. Mặc một cái đầm hoa cười hoài. Em hãy tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ. Cô gái ngồi ghế màu xanh. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em là Nguyễn Tuyết Thoa, em thì em năm nay 30 tuổi rồi. Em đang là nhân viên văn phòng ạ. Em ở quê ở Ninh Thuận. Ninh Thuận? Dạ. Em vô đây lâu chưa? Em vô đây từ trước dịch á. Tự nhiên em nói từ đó là anh nhạy cảm quá. Dạ, em mới vào đây được nửa năm thôi. À, dạ. Em ở với ai? Hiện tại em ở với là hai bé mèo. Hai bé mèo? À đúng rồi, em nuôi hai con mèo. Hai con mèo được cái hai mèo cái hay một được một cái em? Dạ là một cặp vợ chồng á chị. À, hỏi vậy biết chi không? Chừng nào nó nhân giống mình nhớ cho chị xin. Rồi, Hoa Thoa ha. Vậy là ai phải có cái sở thích là phải thích yêu động vật chứ lộn lộn. Phải nuôi thú cưng mới được đúng không? Rồi hỏi chàng trai ở ghế màu xanh nè, em tên gì? Dạ xin chào chị Cát Tường, chào bạn với chào anh Hứa Văn Đạt, chào mấy bạn nữ bên kia. Em tên là Tài chị. Hiện tại công việc của em là kiến trúc sư. Em sinh sống và lớn lên làm việc ở tại Bình Dương, lé thiêu luôn. Rồi cái này mới quan trọng nè, có thích chó mèo gì không? Động vật thì em thích thôi chứ mà không thích nuôi lắm. Thích em nuôi không cần lắm. Nuôi, em chỉ cần hút phân của nó là được rồi. Được không? Em bị gì ứng với lông mèo không? Dạ không, em bình thường hả anh? Mèo nó cào dữ lắm á. Cào cào vậy nè. Mèo nó cào dữ lắm đó. Nó cào cào vậy nè.
Nhưng mà em phải chịu được mèo cào chứ không thôi mai mốt sau cọp cào mà em không nổi. Em phải tập làm quen từ mèo trước, đúng không? Dạ đúng. Tập hứng cho mình chứ. Con mèo con sư tử cách nhau có như có một nốt nhạc thôi chị. Thôi có một nốt nhạc thôi đó hả? Trời ơi. Rồi điểm mạnh điểm yếu. Điểm mạnh của em là chắc có thể là quá nhiều điểm mạnh quá. Quá nhiều điểm mạnh quá. Quá nhiều điểm mạnh. Wow, một kiến trúc sư chuyên về cái gì, nội ngoại? À, em vẽ thiết kế nội ngoại thất á chị. Rồi thu nhập như thế nào? Thì em ngoài thiết kế ra thì em có làm thêm kinh doanh, từ kinh doanh ở ngoài. Kinh doanh gì nữa? Thì em cũng làm thêm thôi, thì bên mảng sim số. Ồ, oh, buôn bán sim, luôn hả? Ê, sim số này thì tiền nhiều lắm nha. Có buôn bán thấy sim số khủng là tiền gì mà toàn thế là triệu triệu tỷ trăm triệu đồ này kia đúng không? Dạ, cũng thì cũng có nhưng mà em toàn bán sim rác không à. Trời ơi, khiêm tốn nữa. Giờ tôi hỏi thẳng vô vấn đề, giờ muốn lấy vợ chưa? À, dạ, củi cặp kề chắc cũng muốn rồi chị. Có để dành tích lũy được gì để lấy vợ chưa? À, dạ, cũng có một ít ít, có một ít ít. À, thu nhập em thì nói chung là cũng tương đối để mà sống cuộc sống tốt chị. Tốt là tốt cỡ nào? Thì người ta có gì mình có cái đó thôi. Ghê ghê. Nghe vậy là biết khủng khủng rồi nha cả nhà. Rồi bây giờ tôi hỏi bữa nay đi, tự lấy thiêu lên đây là ai chở đi, đi bằng gì lên đây ghi hình? À, em tự lái xe tự đi luôn. Đi xe con của em, xe ô tô. Chưa đó, tôi hỏi em là, dạ, là có xe phải không? Dạ. Rồi có nhà chưa? Người ta nói an cư mới lạc nghiệp. Ở nhà thì khi nào mình có vợ thì mình sẽ tự mua nhà. Còn hiện tại bây giờ đang ở chung ba mẹ sướng mà. Mà có tiền mua nhà chưa? Thì chắc cũng có thể có. Đó, thấy chưa? Tôi chỉ hỏi vậy là được rồi. Rồi bây giờ nhiều quá vậy? Đang khai thác bên Nam, tôi qua cho Nam hết luôn. Hết luôn em vậy. Lặp lại nữa tôi ngại quá. Giờ muốn lấy vợ chưa? À dạ, cũng tới tuổi thì cũng... Tới tuổi rồi phải không? Rồi có chuẩn bị gì để rồi lấy vợ chưa? Em có nhà có xe rồi chị. Em có nhà có xe rồi chị. Đó thấy chưa? Hai chàng trai của tôi bữa nay vỗ tay. Nói chung hai chàng trai của tôi ngày hôm nay á là coi như công việc ổn định, thu nhập ổn định, sẵn sàng chỉ cô dâu đồng ý là lên xe thôi. Rồi, mời Hà bên kia. Bây giờ tới bên đây đúng không? Bây giờ thế mạnh thế yếu của em là cái gì? Em cũng biết nấu ăn. Biết nấu ăn luôn. Dạ. Xinh đẹp nữa, mình phải khoe luôn. Mọi việc em đều có thể sắp xếp được hết, từ công việc cho đến nửa công gia chánh. À, coi như là mình đảm đang nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nãy giờ em nói chuyện hiền nữa, anh thấy em hiền nữa đó. Trời ơi, quá trời đức tính, thấy mạnh quá trời luôn. Giờ điểm yếu nè. Điểm yếu thì em hơi rụt rè một xíu. Em cũng ít khi mà tiếp xúc ở ngoài, tại vì mảng của em chủ yếu là làm online nhiều á. À. Em cũng hơi cọc tính một xíu á. Cọc tính thì cái mặt em nó kiểu nhăn nhó một xíu thôi, rồi em đi ra chỗ khác. Rồi đến khi nào mà em hạ hỏa thì em sẽ nói chuyện lại, em sẽ suy nghĩ lại. Mà sáng em giảng đạo lý là hơi lâu quá. Có giảng đạo lý luôn hả? Ủa, giảng ai nghe? Trời, ghê. Thường là giảng cho ai nghe? Dạ, giảng cho người thân đó chị. À vậy hả? Trời ơi, giờ phải kiếm cái anh nào mà chịu nghe mới được nha. Vô tình trường luôn đi, coi đó giờ có anh nào nghe chưa? Dạ. Xưa giờ mấy mối tình rồi cưng, Liên? 2-3 mối tình đó chị. 2-3 mối tình đó chị. Có một anh thì quen cũng tầm mấy năm á anh. Mới đầu thì cũng có cố gắng với nhau, nhưng mà đến về sau thì... Anh không nghe em giảng đạo lý nữa. Chắc là vậy rồi anh ơi. Ồ, vậy là chắc phải là ai phải chịu. Ừ. Và thường thường một buổi giảng đạo lý của em là khoảng bao nhiêu tiếng? Dạ, cái này chắc tùy cơ của anh ơi. Chắc tầm 15 phút, 20 phút. À, hai bạn ơi, hai bạn. Mình ở nhà có học thêm nhiều không? Có. Có cần giáo viên dạy thêm không nè? Chị nghe đồn em có nhu cầu đi học gì đó không? Có thích nghe giảng đạo lý không? Dạ thì cũng có chút chút thôi. Có chút chút. Nhưng mà đừng có nói nhiều quá. À. Ví dụ như là nghe được cỡ bao lâu thì cảm thấy là vừa phải. Ví dụ như ngày nghe một câu được. Thì đạo lý thì nó chỉ là một cái câu mà nghe cái là mình nhớ liền. À. Cho nên không cần thiết phải nói nhiều. À. Rồi. Nói cái đi vô lòng người. Trời ơi, đạo lý nào mà nói đi vô lòng người, có những cái đạo lý nó gây tranh cãi dữ lắm em ơi. Đã là đạo lý là phải vô lòng người. Tại vì những gì em nghĩ là đã là đạo lý là mặc định là đúng. Trời, gửi ta. Đúng ghê. Rồi, đôi khi đúng rồi. Tùy theo giáo viên dạy em ơi. Tùy theo giáo viên chứ dạy. Chứ đối với chị đạo lý là trớt quốc hết luôn. Chị bẻ hết đạo lý luôn, chị bẻ hết đạo lý luôn. Không, tại thật ra thì em cũng là gu của đạo lý. À, em cũng rất là thích, bản thân em cũng là hay nói đạo lý đó. Mô hình tuyển học sinh của em là một cái mẫu học sinh như thế nào? Không quan trọng nhan sắc đâu anh. Không quan trọng nhan sắc. Nhưng mà phải đẹp, phải đẹp, phải đẹp. Bắt đầu đạo lý hơi đổ mồ hôi rồi đó. Thấy chưa? Đạo lý bắt đầu mệt. Đạo lý nó có đúng, nó có sai giờ đạo lý nó được không? Không quan trọng bề ngoài nhưng mà phải đẹp. Cái đó căng lắm à. Không, cái này em tự tin.
Tự tin hả? Rồi bên đây chàng trai của tôi tự tin nha. Tự tin về nhan sắc của mình. Còn yêu cầu gì nữa không? Nói luôn đi Liên. Cũng phải biết làm ăn đó chị. Trời ơi, đây ta làm ăn trời giỏi luôn. Trời ơi, người ta có xe riêng luôn rồi đó. Rồi. Nói chung là phải không bị lãng tai đúng không? Phải nghe em giảng đúng không? Đẹp có đẹp, chịu nghe đạo lý. Có thu nhập ổn định. Rồi, ngon lành. Hay rồi, quá, đi. Ngon lành cành đào rồi. Ok, rồi bây giờ quay lại chàng trai ghế đỏ của tôi nè. Tình trường như thế nào? Trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 3 mối tình. Ai cũng vậy cả, ấn tượng nhất là cái mối tình đầu thôi. Cái thời điểm đó thì mình còn là sinh viên. Mình chưa có trải nghiệm nhiều, thành thử ra mình bị fail. Cả hai cùng fail. À, mà lúc đó mối tình đó kéo dài được bao lâu? Dạ 6 tháng vậy. Cái gì mối tình đầu ngắn ngủn vậy? Vậy còn những mối tình sau? Mối tình sau cùng được bao lâu? 3 tháng. Trời đất ơi. Rồi cái mối tình giữa bao lâu? Dạ cũng khoảng đó luôn. Ủa vậy em chơi miệng ăn liền hay gì vậy? Không đâu, không phải miệng ăn liền. Thật ra thì ngay từ đó em cũng chia sẻ là em cũng lu bu rồi bận công việc á. Cho nên là khi mà quen thì lúc đầu có vẻ như là hợp, nhưng mà về sau á hay dần dần nó bị xa cách sao á. Cho nên rồi từ từ cái cảm xúc á nó dần dần nó dạt ra và nó không có còn như lúc ban đầu nữa. Nhưng mà một rồi vậy thì bây giờ qua ba cái mối tình đều mì ăn liền ngắn ngủn như vậy đó, thì em có rút ra được cái gì cho cái tình thứ tư không? Thì em mới nghĩ một điều rằng á là trước đó những mối tình trước thì đa phần là em yêu trước rồi em mới tìm hiểu sau. Thì bây giờ em phải rút kinh nghiệm ra là em phải tìm hiểu trước rồi mình sẽ yêu sau, phải tìm hiểu trước rồi mình sẽ yêu sau. Cho nên tham gia chương trình này là phù hợp luôn để tìm hiểu cái đã. Xong cái chương trình này mà em mà tìm được là em phải cảm ơn chị Cát Tường á. Không em... có cần cảm ơn đầu heo đưa tới nhà chị. Dạ ok luôn. Còn cảm ơn em... gì nữa đúng không? Em tặng quà cho chị. Được. Rồi giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Ngoại hình của bạn nữ như là dễ nhìn, phải cao trên 1m dù 62 chẳng hạn. Đó có chuẩn đàng hoàng. Và không nặng quá 57kg. Không nặng quá 57kg, vậy là bằng chị luôn á, chị 57kg luôn á. Ghê đâu. Đây. Ngon lành. Nhưng mà cái này không tới 1m62 nè, tôi biết luôn. Đúng không cưng? Dạ đúng. Mét mấy? Tầm mét năm mấy rồi, Mét năm mấy nhưng mà vô cùng coi như là chuẩn, coi như body chuẩn, đẹp quá trời đẹp luôn. Không sao, phụ nữ mình mang giày cao gót lên ha cưng ha. Có gì nữa không? Thôi tôi thấy đúng chuẩn luôn, đạt như chuẩn luôn rồi đó. Có cái gì mình không thích ở người phụ nữ không? Gì nữa hả chị hả? Em thích một người phụ nữ là có EQ cao gì? EQ cao. Thông minh cảm xúc. Thông minh về cảm xúc. Cỡ có chuẩn nào không? Chứ em thích là phải là lanh kìa. Lanh. Phải lanh. Chưa nói là phải hiểu đúng không? Dạ. Mà lanh quá thành dữ đó, giống như chị Tường nè, quá lanh cái người ta sợ người ta cũng chạy luôn đó cưng. Vừa thôi, người ta nói là yểu điệu thục nữ quân tử mới hiếu cầu. Tôi thấy bên đây là ngon lành rồi đó. Thế chứ bộ. Được nha cưng, chị đứng về phe em á. Rồi, rồi, tới cô khác bên kia luôn đi. Luôn hả? Điểm mạnh điểm yếu nè. Điểm mạnh của em là em thích chơi thể thao. Em thích bơi lội anh. Bơi lội. Kiểu như mà em mỗi ngày em đều bơi, buổi sáng là 1000 hoặc là 1200m á. Em bơi kiểu mà em bơi nhiều tóc rụng hói đầu. Trời gì vậy? Đừng có nói những cái điều đó, cái đó là bậy lắm, không được nói. Người ta nói thôi chứ tôi đâu có thấy đâu, có nói gì đâu. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Ủa nhưng mà điểm bơi của em là thường ở đâu? Em bơi ở hồ thi đấu Phú Thọ anh ạ. Sao bơi mà da trắng dữ vậy? Đây là đen, những chỗ che thì nó trắng hơn chị. Những chỗ che thì nó trắng hơn chị. Vậy hả? Đó là đen à, chứ những chỗ che lại là trắng hơn vậy nữa. Trời, tôi khoái nha, chỗ trắng chỗ đen dễ thương lắm luôn nha. Mấy anh ơi, coi nghe thông tin người ta chưa? Mấy anh mà biết phụ nữ bơi, tự tin đi bơi là biết là cái dáng người ta chuẩn cái nào. Ủa mà trường thường trang phục em mặc đi bơi là gì? Áo mưa hay là? Dạ, bikini á. Bikini luôn á nha. Nhớ hồ bơi Phú Thọ giấc mấy giờ? 7 giờ đến 8 giờ. 7 giờ đến 8 giờ nha. Giờ còn bơi không em? Hiện tại giờ có bơi không? Giờ vẫn cứ mở cửa bơi rồi chị. Sáng mai bơi nha. 7 giờ sáng mai hồ bơi Phú Thọ. Ta Google đi nha. Bận nguồn tà lõn tới, người ta bận bikini đó. Tới bơi. Chơi thể thao, môn bơi lội. Dạ. Gì nữa? Với lại em tự thấy em nấu ăn ngon. Có nhiều người khen nữa. À, có nhiều người khen nữa không là phải? Là em nấu, biết nấu nhiều món á. Món gì? Mấy món Việt Nam rồi bún bò, hủ tiếu rồi gì đó. Bánh canh hay là này kia rồi cũng riêu ăn. Cái là tự em nghiên cứu hay là có ai chỉ em nấu hay là tự em tìm dạ, trên mạng? Dạ không. Ví dụ như mình ăn được thì mình sẽ nấu được. Mình ăn được thì mình sẽ nấu được. Thêm mình coi trên mạng nữa, coi những cần nguyên liệu gì đó, thì mình sẽ coi thêm ở đó. Với lại em rất là lạc quan á. Với lại em cảm thấy em có sức chịu đựng rất là cao. Tức là em làm việc ở môi trường chăm sóc khách hàng dịch vụ rồi á chị. Thì thường sẽ hay tiếp xúc những khách hàng khó tính rồi á. Dạ thì... Coi như là chịu đựng cái áp lực trong công việc cao. Đúng không? Dạ. Rồi tình trường thì sao cưng? Thoa
Tình trường thì em có hai mối tình rồi chị. Hai mối tình đó thật ra cũng hợp nhau á, nhưng mà mình không có duyên, không đến được với nhau thôi. Thì hai mối tình em đều quen ở Ninh Thuận. Ninh Thuận? Dạ. Là như là em chia tay xong là anh cảm nghĩ giống như là em muốn rút ra khỏi cuộc tình đó nên quyết định lên thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ. Wow. Nhưng mà cái mối tình của em là em nói là hòa hợp lắm mà sao lại không tiến tới được hôn nhân em? Dạ, tại vì lúc mà quen thì là ảnh cũng là một kiến trúc sư bình thường á chị. Sau thì là cái ảnh đổi công việc làm công an ấy. Mà em thì em theo đạo Thiên Chúa nên là công an với đạo Thiên Chúa sẽ không có quen nhau được. Tôn giáo đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi rồi. Dạ. Nó nghe nè, khoan đợi chị chút xíu, chị hỏi cái nó nghe nè. Dạ. Mình đang làm kiến trúc sư hả? Dạ. Nhà mình có gì có ý định mình đi đổi nghề qua làm công an không? Sao giống bên kia quá vậy? Có không cưng? Thôi, không làm công an đâu. Không làm công an đâu hả? Là vẫn làm kiến trúc sư đúng không? Dạ. Rồi, em có đạo không? Dạ cũng có chị. Có luôn hả? Em đạo trời gì? Trời ơi, quá tuyệt vời luôn rồi. Còn cần gì nữa không Thoa? Thì em không cần đẹp trai lắm đâu, em chỉ cần mặt mũi nhìn sáng sủa, nhìn thông minh, với lại là cao, tầm cao cao một xíu, cao cỡ trên 1m74 gì đó. Cao cao. Em cao mét mấy? Cỡ 71-72 chị. Quá chuẩn. Mạnh á, dư luôn á. Coi như dư là đó. Cao là đủ nè. Sáng sủa hả? Dạ. Bên đây là sáng sủa chứ chiều là không có sủa, yên tâm, sáng là sủa. Em có chơi thể thao gì không kiến trúc sư? Dạ đi bộ. Đi bộ cũng là một môn môn thể thao đó. Sáng sớm hai đứa đi bộ ra hồ bơi Phú Thọ rồi nhảy xuống bơi xong đi bộ về, hợp nha. Tôi thấy cặp này đẹp đôi lắm luôn á, ngon lành á. Rồi còn em thì sao, em mấy mối tình rồi cưng? Em thì cũng khoảng 2-3 mối tình. Ủa sao tình mà khoảng em, thí dụ như mình tiền bạc thì mình còn khoảng chứ tình thì nó phải đưa chính xác, hai là hai mà ba là ba chứ. Khi mà em quen xong rồi qua thì mới nhớ hơn khoảng đó thôi chứ em không có lưu luyến những cái mối tình. Mối tình nào là cái mối tình làm em lưu luyến nhất và ấn tượng em nhiều nhất? Quen lâu thì có lâu nhưng mà để em lưu luyến thực sự là em cũng chưa lưu luyến ai hết. Gì kỳ vậy, con người em nhạt nhẽo quá vậy. Giờ mối tình đầu em là bao nhiêu lâu, quen bao nhiêu lâu? Cũng khoảng 5 năm. 5 năm. 5 năm. Trời đất ơi, 5 năm mà bây giờ ông không có lưu luyến luôn. Mối tình đó thì lúc đó là em đi còn học đại học với chị. Em học thì cũng 5 năm mới ra trường, bạn em thì học 4 năm ra trường thì con gái thì đẹp, đôi khi ra trường trước thì có những cái công việc trước mình tiếp xúc mối quan hệ là tốt. Em thì mới ra trường thì sau này nó không có gì gọi là trong là sinh viên, nhưng mà là sao, nhưng mà người ta bỏ mình hay là tại vì em tự ti, em cảm giác mình thua người ta rồi mình lui, hay là cũng có thể gọi là vậy. Thì là lúc thời điểm đó em chưa có tự tin. Dạ đúng. Nếu như bây giờ em cũng có một mối tình như vậy thì bây giờ em có bảo vệ cái tình yêu của mình quyết chí không, hay là em cũng cảm thấy thôi mà đó rồi em cũng về? Thì quan trọng đó nha. Thì bây giờ hiện tại em cũng tương đối tốt, thì nói chung em cũng chẳng ngán nào hết. Em cũng chẳng ngán nào hết. Đó nó phải vậy chứ. Bây giờ là không ngán nào hết đúng không? Bàn hết. Bàn hết. Ok. Đồng ý. Em đây là giờ em muốn tìm người như thế nào nè? Bạn gái là phải, nhất là phải có một cái tri thức, phải có học thức. Thứ hai là biết về kinh doanh kinh tế, biết làm ăn gì đó. Không, nhưng mà được. Nói chung nếu lấy vợ xong thì rồi em có sẵn sàng phụ công việc nhà với vợ không? Thì chuyện đó bình thường mà chị. Bây giờ là ví dụ hai vợ chồng sống với nhau thì cuộc sống phải chia sẻ với nhau trong việc gia đình. Ví dụ bạn gái mình nấu ăn hay vợ mình nấu ăn thì mình phải nấu cơm đơn giản mà. Tôi chịu, tôi chịu. Ê, tôi thấy hình như bữa nay là chương trình ghép hai cặp đôi này hợp lắm luôn á. Đó chị, em thấy là thấy sao? Nói chung là có một gì đó, một chân trời sáng hơn đằng trước đó. Thiệt nha, tôi thấy là hai cặp giống như dính vô luôn rồi đó. Dạ xin chào cô. Dạ chào cô. Dạ cô là người nhà của ai? À cô là người nhà của Cao Huỳnh Anh Tấn. Thiệt ra là bây giờ thấy con trai nó cũng tới cái tuổi mà nó đi lấy vợ được rồi. Dạ. Thì cô cũng muốn là Tấn nó tìm được một người để tìm hiểu vừa ý. Thì dạ. Tiến tới lập gia đình. Dạ. Đó, có hai cô gái bên kia nè, cô thử cô nói cái suy nghĩ của cô, cảm nhận của cô về hai cô gái ngày hôm nay đi cô. Cô ghế đỏ có nói là tánh thì cũng hơi là cọc. Dạ. Thì cô cũng ngại vì nhiều khi là đôi lúc là phụ nữ á, thì mình phải là ngọt một chút. Dạ. Chứ không có nên mà phải là cọc hoặc là nóng tánh nhiều. Tại vì một cái người đàn ông á là mình phải là biết dịu. Cô ghế xanh thì cô thấy cũng dễ thương lắm á. Thì bây giờ nói chung là ngoài ra thì để cho Tấn nó chọn. Nhà cô á thì là nhà kinh doanh. Dạ. Mà nếu bây giờ cô có đứa con trai, nếu như lấy vợ á, gặp mà vợ biết kinh doanh nữa thì hợp với cô quá rồi. Dạ. Đó là cô sẽ truyền đạt tất cả luôn. Trời ơi.
Có mà nên... nhìn cô nè, cô cũng thấy là rất không là, phải là như người thời xưa trang, là đó, là thời đại lắm á. Dạ. Thấy chưa, để cho các bạn yên tâm ha. Dạ, rồi vỗ tay cho cô thế là cô về cô truyền đó bí kíp cho nè. Dạ, cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô. À, rồi chị Tường chào hai em gái bên này. Em chào anh chị ạ. À, em là người nhà của bé Liên. Thật ra là bé Liên nói là bé Liên hơi cọc và hay giảng đạo lý, nhưng mà thật ra là cái người mà bé Liên cọc á thì bé Liên sẽ không có giảng đạo lý với người đó đâu, mà bé Liên lèm bèm với tụi em. Những cái người thân tình dạ, phải không? Đúng rồi. Chứ còn cái người mà làm bé Liên cọc thì bé Liên kiểu chỉ có bỏ đi chỗ khác thôi à. Tụi em nhận xét về hai chàng trai của chương trình hôm nay như thế nào nè? Hai anh thì em thấy anh nào cũng tuấn tú hết trơn á, cho nên là được từ hốt của hai anh. Trời ơi là trời. Rồi. Hay là hai em lên đây anh sắp cái ghế vàng cái ghế hồng luôn. Trời ơi trời, hay quá chừng. Vậy là ai cũng được hết hả? Thôi được rồi, giờ mở cửa được rồi đó. Liền luôn hả? Mở cửa trái tim. Wow. Rồi đó, bây giờ hai chàng trai tôi phải mạnh dạn lên. Bạn Liên, anh thấy em có ngoại hình khá là bắt mắt, cũng như là có gu anh mặc rất là thời trang. Mặt hàng em bán là mặt hàng gì? Dạ áo quần á. Mà phân khúc là đồ nam hay đồ nữ? Dạ đồ nữ. Đồ bộ với lại váy. Đang làm hợp đồng mua bán luôn, kết hợp bán mà là... Thật ra thì anh cũng mà làm quần áo, nhưng mà anh chuyên về áo khoác, đồ Việt Nam xuất khẩu á. Thì sắp tới là anh sẽ làm một cái brand là rất là thích bán mảng váy đầm, cho nên nếu mà được có duyên thì rất là muốn học hỏi cũng như kết hợp với em. À, mẫu bạn trai lý tưởng của em là người như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em phải hiểu em cần gì, với lại nhiều khi là người ta cũng phải chiều em một xíu á, tại vì tính em lâu lâu cũng hơi bướng một xíu. Mong là bạn trai sẽ chịu đựng được nổi em. Hello, anh chào em nha. Anh chào anh ạ. À, mà hiện tại mình làm văn phòng, mình có thích kinh doanh hay thích làm cái gì không? Em làm văn phòng nhưng mà cũng là bên sale anh. Em sale bên thiết bị chăm sóc sức khỏe. Anh bao nhiêu tuổi anh hơn? Anh thì anh sinh năm 88, anh cũng các khoảng 33-34. Ủa vậy hả? Nhưng mà hồi nãy chị nói chưa tới 30. Ủa em trẻ quá vậy? Em trẻ hả chị? Hả? Em trẻ là em đâu có già đâu chị. Tự tưởng nó cỡ tụ bên đây. Chị nói ồ 88 là hôm nay quá trẻ. Dạ. Đó là khen em đó nha. Nhớ lát dẫn chị Tường đi chầu chè nha. Đẹp trai nè. Hợp tuổi em. Ủa vậy hả? Ủa nãy giờ ngồi nhiệm nhiệm là thấy hợp tuổi luôn. Em tuổi con gì? Em tuổi thân. Tuổi thân, thân tí thình hợp nhau. Anh thường thì anh rảnh vào khung giờ nào anh? À, công việc của anh thì nó không có nói rảnh giờ nào được. Nói chung là nó là anh vừa kinh doanh mà anh vừa làm việc á, nó khi cả ngày nó rất là rảnh. Có khi mà 9 giờ 10 giờ anh vẫn phải tiếp khách, anh vẫn đi công việc của anh thôi. Làm thì không phân biệt thứ bảy chủ nhật hay ngày lễ Tết hay gì chứ, mình làm được mình làm. Lâu lâu mới lên gặp bạn gái rồi đưa đi chơi một lần, ví dụ như có quen hai cô này. Dạ thì nói chung mà Sài Gòn, Bình Dương á, Lá Hiêu giáp ranh nha, có cái cầu à. Thì có cái lý do nào đó mình sẽ sắp xếp thời gian lên thôi chị. À, dạ. Rồi dạ, hỏi tiếp rồi. Đi, em muốn hỏi gì hai ảnh không? Tại vì có một anh là hồi nãy em có nghe là chia sẻ là mối tình 6 năm mà không có sâu đậm. Anh này, đây đó rồi. Anh này anh không có dùng từ lưu luyến được. Tại vì mình đã chia tay là không được lưu luyến người cũ nữa. Nó có chỉ là một cái kỷ niệm thôi. Anh chỉ dùng từ kỷ niệm thôi, còn lưu luyến anh không lưu luyến. Tại vì anh muốn dành sau này bạn gái cho mình á, là tất cả mình cả nhìn bạn gái đó. Em là người sống tương đối về cái mà là cái lý trí hơn. Cái gì đã dứt khoát rồi đập bỏ, đã dứt khoát rồi đập bỏ. Mà người ta thấy em là người đàn ông chững chạc đó. Có thể những mối là... tình đó bị đau đó, bị đá đó, người ta không muốn nhớ tới, nếu hiểu không? Thời điểm đó người ta thấy nó sâu đậm, nhưng mà qua rồi là người ta cho nó qua luôn. Vậy tốt mà, sống với hiện tại và tương lai thôi. Mỗi đàn ông hiện đại đó, chững chạc đàn ông á. À, em nghĩ sao về chuyện làm dâu? Em nghĩ là chuyện rất là bình thường. Em rất là dễ lấy lòng người lớn luôn á. Tại vì em cũng khá là ngoan á. Em thường là biết điều với người lớn và em rất là nghe lời luôn. Ủa sao hai cô bạn ngồi cười cười hoài vậy? Có đúng không nè? Có đúng không nè? Đúng, thì các bạn kiểm chứng đúng. Còn em gái sao? Em nghĩ thế nào về việc làm dâu? Đó là cái truyền thống rồi chị. Thì làm dâu là điều bình thường thôi. Mỗi người sẽ mỗi tính thôi anh à. Thì mình chỉ có là chịu khó mình chấp nhận, mình học hỏi rồi mình nhường nhịn lẫn nhau á. Dạ thì mình sẽ thẳng thắn mình chia sẻ những cái quan điểm của mẹ với lại con dâu. À dạ. Rồi bây giờ hỏi anh này nè. Giả tỷ như bây giờ vợ mình là làm dâu rồi đó, nhưng mà chắc chắn thể nào cũng có đôi lúc cũng có một cái sự gì đó nó bực bội, nó lời qua tiếng lại giữa mẹ của mình với vợ mình, thì em xử lý như sao? Cái này em tự tin là em dung hòa được. Bởi vì ngay từ đầu em cũng nói là thật ra tiêu chí chọn bạn của em là em rất là thích những người mà có EQ cao, có chỉ số thông minh cảm xúc.
ta biết được cân bằng như thế nào để không có để những cái chuyện mà nó xung đột lớn nó xảy ra, đúng bởi không? Bởi vì cái cảm xúc nó quyết định, nó dẫn dắt mình. Thế còn bên em mình thì như thế nào? Nếu sau này mình lấy vợ thì là mình có sống chung với ba mẹ không? Thì sau này lấy vợ thì hai chồng có thể là mua đất rồi xây nhà, hoặc là ở riêng, nói chung ở riêng không ở chung ba mẹ. Ở gần gần để chăm sóc ba mẹ hai bên là được rồi ha. Dạ. Dạ, anh có hỏi bạn, anh hỏi em Ý Xanh nha. Ví dụ mà sau này nếu anh các em phải đi xa hơn á thì em có thể về Bình Dương sống không? Dạ em thấy điều đó là điều bình thường ạ. À ok. Dạ. Anh hỏi em cái bạn nữa ghế đỏ trắng nha. Nếu như anh em có thể là quen biết nhau, có thể sau này tiến triển xa hơn đó, thì em có thể là theo cái đạo của em, theo về đạo bên anh không? Không đâu anh. Ok rồi. Đó là thẳng thắn, đúng rồi, như vậy là chị đó, những người thẳng thắn như vậy. Không, bây giờ mình phải, nãy giờ mình cũng sôi nổi ha, mình thư giãn chút đi. Chẳng giãn, chẳng giãn. Văn nghệ gì không? Bây giờ có... Hai chàng trai tôi có ai biểu diễn văn nghệ gì không, hát bài không? Chắc em hát cái bài... quên tiêu rồi, nhưng mà em không nhớ lời, nhưng mà em không hát. Cần lời luôn, giao lưu đi, mình hát cho nhau nghe cho thoải mái nè. Cho vui. Trong ân tình là muôn ngàn lối, lối đi nào đã đến lòng em. Em vô tình em không hề biết rằng hình dung anh đã mãi mãi trong tâm trí này. Trong tim nàng là muôn ngàn lối, lối đi nào để đến được em. Em vô tình em không hề biết rằng hình dung anh đã mãi mãi chỉ mình em thôi. Trời, tôi hát xong tự ghê luôn, dễ thương luôn. Quá. Rồi bây giờ vậy, hai anh mạnh mẽ lên đi. Bây giờ tôi yêu cầu vậy nè, nói thì nhiều rồi, mình phải đo cảm xúc một chút. Hai anh tiến qua xin phép nắm tay hai cô gái. À, mình chỉ cần nhìn nhau thôi, coi có cái điện không. Em anh rất hy vọng mà sau chương trình này anh em mình sẽ kết nối với nhau. Rồi không nắm tay em hả? Em cần nắm tay để mà rồi cảm nhận cái cảm xúc không? Em có thể đứng lên với anh không? Sao lạnh như vậy? Sao lạnh như vậy? Đó. Tao run, nó phải nắm tay mới cảm nhận được. Chắc máy lạnh mở, lạnh quá đó, máy lạnh. Ok, mà em xuống xuống nha. Rồi, em qua em thử nắm tay bạn. Xin phép là đàng hoàng nha. Anh nắm tay em nha. Dạ. Em tự tin hơn trong cuộc sống. Nếu mà có duyên thì anh em mình sẽ kết nối. Vâng, kết nối thì mình bàn đạo lý cơ. Chúc em thành công. Dạ, cảm ơn anh. Chỗ bắt tay có vỗ dài đó nha. Dạ, có rồi. Có hả? Rồi, để nguyên đó. Rồi, tới phiên em, mời em. Dạ. Ok, anh chào em nha. Em chào anh. Bài đối tác. Thì đây có một chương trình là kết nối vậy đó. Anh cũng rất là vui thì đến đây để gặp được em ha. Thì nói chung là đây cũng một cái gì đó, hy vọng sau này nếu mà mình có một cái gì đó chung, mình có thể gặp nhau nhiều lần hơn ha. Chúc em sức khỏe nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Rồi. Ok, anh chào em nha. Ok. Thì anh cũng rất là vui khi mà đến đây để gặp được em á. Thì cũng mong là sau này mình sẽ mở lòng hơn. Đôi khi là cuộc sống có những cái nó khác nhau về cái nhiều hướng, nhưng mà đôi khi cũng mong mình sẽ một điểm chung gì đó. Để anh lên Sài Gòn thấy gặp được em, anh sẽ mời em một ly cà phê nha. Cảm ơn em. Dễ thương quá. Rồi. Bây giờ các bạn hãy nhìn vào cái ghế bên của mình. Mình muốn rồi kết đôi, kết nối với cái người ngồi ở cái ghế màu gì thì mình bấm cái nút màu đó. Bây giờ thì mời bốn bạn của mình hãy nhắm mắt lại và nhìn về phía trước, nghe nhịp đập của con tim. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là chương trình thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ các bạn đã có suy nghĩ mình sẽ lựa chọn như thế nào? 5 4 Có một anh là hồi nãy em có nghe là chia sẻ là mối tình 6 năm mà không có sâu đậm, em anh nghe này cũng lạ. Đây đó, anh này. Tại vì mình đã chia tay rồi, không được lưu luyến người cũ nữa. Nó có chỉ là một cái kỷ niệm thôi.
Em là người sống tương đối về cái mà là cái lý trí hơn. Cái gì đã dứt khoát rồi đập bỏ. Nhắm mắt lại nha các bạn, để lắng nghe cái trái tim của mình. Em nghĩ sao về chuyện làm dâu? Em nghĩ là chuyện rất là bình thường, em rất là dễ lấy lòng người lớn luôn á. Tại vì em cũng khá là ngoan á. Đó là cái truyền thống rồi chị. Thì làm dâu là điều bình thường thôi. Mỗi người sẽ mỗi tính thôi anh à. Thì mình chỉ có là chịu khó mình chấp nhận, mình học hỏi rồi mình nhường nhịn lẫn nhau. Ba, nếu như anh em có thể là quen biết nhau mà có thể sau này tiến triển xa hơn đó, thì em có thể là theo cái đạo của em, theo về đạo anh không? Không đâu anh. Ok rồi. Hai, một, bấm. Em bấm chưa? Em bấm rồi anh. Hay bấm, bấm cái này được xuống chứ. Duyên nó không tới rồi anh ơi. Hết thời gian. Hiện tại là chúng ta cho một tràng pháo tay để một cặp đôi ở ngồi ở ghế màu xanh đã. Chúc mừng. Chúc mừng em. Bây giờ phỏng vấn cái cô gái đó, cái coi cái bây ghế đó sao mà trục trặc vậy. Hồi nãy em thấy có động tác bấm vào cái nút màu đỏ nhưng lại không sáng đèn. Mà bây giờ chị hỏi nè, chị thấy rõ ràng anh Đạt anh kêu em là bấm lại đi mà sao em không, rồi em có bấm lại không? Dạ em thấy không có duyên nên là thôi luôn. Rồi bây giờ em có muốn bấm lại không? Hỏi thiệt, cơ hội mới đến nhiều lần nha. Cho em 5 tiếng đếm, bây giờ chị Tường đếm. Giờ em có bấm hay không là quyền của em nha. Bây giờ chị Tường là bên fan. Bây giờ mà chị đó, đếm giờ nha. 5, 4, tôi cũng nhắm mắt luôn. 3, 2 và bấm. Wow. Đó, thấy chưa, diễn đàng hoàng. Cơ hội chúng ta đôi lúc á, có những lúc mà chúng ta cũng hơi bị rung động, hơi bị xao xuyến. Và có những cái gọi là ông trời ông cũng thử thách. Như vậy là hôm nay chúng ta có hai cặp đôi thôi quý vị. Hay quá chị Tường ơi. Hay quá chị Tường ơi. Em vui chứ? Vui à. Vui nha Tường ơi, hay quá Tường ơi. Yeah. Rồi mời hai cặp đôi chúng ta tiến lên phía trước. Hỏi tiêu chút xíu nè, đàn đàn nóng cái cặp bên đàn này nóng nó cặp này hơi nãy giờ trở. Nó đang thắt trở, nó bị trục trặc vì cái nút công tắc đúng không? Nãy giờ cái cảm xúc của em như thế nào khi mà mình bấm mà mình thấy cổ trục trặc bấm mình rồi mà bấm không vô thì lúc đó em thấy sao? Em thấy cũng rất là hay, em nghĩ là cô sẽ có bấm. Theo em có nghĩ là hồi nãy chị Tường nên cho bấm lại không, hay là chị Tường thấy bấm không được là chị Tường cho thôi luôn? Cũng là nên. Lúc đó em có hồi hộp không? Lúc đó em có hồi dạ, hộp có chút chút. Có chút chút đúng không? Nên rồi thì nắm tay nhau đi hai bạn. Wow. Rồi giờ là nắm tay chứ không phải bắt tay, cưng mình nắm tay yêu nhau á. Đó, nắm vậy nha. Rồi cặp đôi bên này giống như tình trong như đã, mặt ngoài còn e vậy ha. Nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau đi nè. Nắm nắm chứ nắm thôi chứ không phải bắt tay nữa. Rồi đó, hai đứa nắm tay. Nãy giờ bắt tay làm ăn hoài. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Em cảm thấy có gì đó nó hơi giật điện điện giật giật. Đúng không? Cho nên chị Tường nói là cái vụ qua nắm tay là chuẩn đúng không em? Cũng mong là sau này mình có những cái bước tiến xa hơn trong cuộc sống. Đó, anh cũng rất là ấp ủ và rất là tin vào cái chương trình này sẽ dẫn mình đi một hướng xa về đi chung một con đường. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh như thế thôi. Ê nó nghe nè, rồi cái cuốn sách đó bây giờ mình về chung không ấy, mình cứ tặng ảnh đi. Thôi, mong là anh sẽ phát triển được kinh doanh hơn nữa. Biết nói gì nữa. Có nhắc Tuồng có cặp B gì dưới nữa hả? Rồi, anh đây cũng lại có nói em là như từ trước á, thì tất cả những mối tình từ trước á là anh quen là anh đều là yêu trước mới tìm hiểu sau. Cho nên bây giờ anh thì anh muốn tìm hiểu trước là sẽ yêu sau, cho nên anh rất là muốn kết nối với em. Rồi chúc mừng cho hai cặp đôi ngày hôm nay, và chúng ta hãy chờ đợi theo dõi cái những cái thời gian hẹn hò của các bạn ấy để xem cặp đôi nào sẽ báo tin vui trước cho chương trình quý vị nha.